Xin kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh khi được đồng hành và gửi tới quý vị khán giả những thông tin đáng chú ý vừa diễn ra. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Nga vừa được Tổng thống Putin bổ nhiệm. Theo nguồn tin của báo tin tức đưa tin, ngày 12 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bổ nhiệm một quan chức dân sự vào vị trí dẫn đầu Bộ Quốc phòng nước này, thay cho ông Sergei Shoigu, người giữ chức vụ suốt 12 năm qua. Theo đài Sputnik, ông Andrei Belousov sinh ngày 17 tháng 3 năm 1959 tại thủ đô Moscow. Ông tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành kinh tế tại Đại học Quốc gia Moscow năm 1981. Từ năm 1981 đến năm 2006, sự nghiệp của ông Belousov gắn liền với công việc nghiên cứu. Ông làm việc tại Viện Toán học Kinh tế Trung ương thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô và sau đó là Viện Dự báo Kinh tế của Viện Hàn lâm Khoa học Nga. Năm 2006, ông Belousov được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế và Thương mại Nga. Trong năm 2012-2013, ông Belousov giữ chức Bộ trưởng. Từ năm 2013 đến năm 2020, ông làm trợ lý cho Tổng thống Nga về các vấn đề kinh tế. Năm 2020, Belousov được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga và giữ chức vụ này kể từ đó. Với vai trò là Phó Thủ tướng Nga, ông Belousov chịu trách nhiệm quản lý việc phát triển các định hướng ưu tiên cho phát triển kinh tế xã hội của Nga, phối hợp các nỗ lực nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển quốc gia của Nga và hoàn thành các dự án quốc gia, các vấn đề về chính sách tài chính, tín dụng, tiền tệ và điều tiết thị trường tài chính. Từ năm 2022, ông Belousov cũng giám sát phát triển công nghệ vận tải, công nghệ cao và hệ thống điều khiển thông minh. Nguyên nhân ông Belousov được lựa chọn. Khi được hỏi lý do vì sao Tổng thống Putin bổ nhiệm quan chức kinh tế Andrei Belousov làm Bộ trưởng Quốc phòng, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh đến sự cần thiết trong việc tích hợp nền kinh tế tổng thể của ngành an ninh, đặc biệt là của Bộ Quốc phòng, vào nền kinh tế quốc gia. Điều rất quan trọng là phải điều chỉnh nền kinh tế của lĩnh vực an ninh với những thay đổi trong thời điểm hiện tại. Bây giờ, ngân sách của Bộ Quốc phòng đã về gần bằng mức của những năm 1980. Không quá nguy hiểm nhưng rất cần phải điều chỉnh, ông Peskov giải thích với các nhà báo. Bác bỏ lo ngại trước việc ông Belousov thiếu kinh nghiệm quân sự, ông Peskov nói rằng việc một quan chức dân sự đứng đầu Bộ Quốc phòng sẽ mở ra cơ hội cho những đổi mới, những ý tưởng tiên tiến được đề xuất. Người phát ngôn Peskov nói thêm, việc bổ nhiệm ông Belousov sẽ không làm thay đổi cấu trúc hoạt động của Bộ Quốc phòng. Về thành phần quân sự, quyết định bổ nhiệm này sẽ không thay đổi hệ thống hiện tại. Thành phần quân sự luôn là đặc quyền của Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang, tướng Valery Gerasimov, người sẽ tiếp tục các nhiệm vụ của mình và không có thay đổi nào về mặt này, ông Peskov cho hay. Theo Vasily Dandikin, một nhà phân tích quân sự từng là sĩ quan hải quân Nga, đây không phải là lần đầu tiên một quan chức dân sự được bổ nhiệm vào chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng. Trước hết, ông Belousov là người của Tổng thống, ông ấy là Phó Thủ tướng thứ nhất và ông ấy thực sự biết rõ những vấn đề mà tổ hợp công nghiệp quân sự Nga phải đối mặt. Vẫn như mọi khi, Tổng tư lệnh tối cao của chúng ta, Tổng thống Nga, giám sát mọi quyết định, ông Dandikin nhận định. Trong khi đó, chuyên gia quân sự Nga, Đại tá Rustam Lupov chỉ ra rằng ông Belousov là một nhà kinh tế học thành đạt, có tiếng nói và đã tư vấn cho nhiều chính khách nổi tiếng của Nga. Nếu ông ấy được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng, điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ hoàn thành được những mục tiêu mang tính chất kinh tế, ông Krupov nói. Theo phán đoán của ông, nhiệm vụ của Bộ trưởng mới có thể liên quan đến các vấn đề hợp đồng mua sắm vũ khí và quốc phòng. Tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, sẽ tiến hành các hoạt động quân sự và Bộ trưởng Quốc phòng sẽ giải quyết các vấn đề riêng, ông Krupov nói thêm. Nhà báo quân sự và cựu chiến binh quân đội Liên Xô Viktor Litovkin nhấn mạnh, danh tiếng của ông Belousov với tư cách là một học giả và một nhà kinh tế rất ấn tượng, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp quân sự. Cho đến nay, chuyên môn của ông ấy là không phải bàn cãi. Ông ấy là một người xuất sắc trong đội ngũ chính phủ, tập trung làm việc liên quan đến các khu liên hợp công nghiệp quân sự, cũng như mối liên hệ giữa quân đội và ngành công nghiệp này, nhà báo Victor đánh giá. Đáp trả Mỹ, Nga cho phép tịch thu tài sản ngân hàng phương Tây. Một tòa án ở Moscow đã cho phép tịch thu khoảng 12,4 triệu euro, 13,34 triệu USD tài sản do một công ty con ở châu Âu của JP Morgan và Commerzbank của Đức nắm giữ ở Nga.
Tòa án đã đưa ra phán quyết vào cuối tháng 4 ủng hộ vụ kiện của ngân hàng Transcapital Bank của Nga, một ngân hàng đang chịu lệnh trừng phạt của phương Tây sau khi chiến sự Ukraine nổ ra. Tài liệu tòa án cho biết, quyết định này được thúc đẩy bởi thực tế là vào ngày 20 tháng 4, 2022, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với nguyên đơn. Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ ngày 20 tháng 4, 2022 đã công bố các biện pháp trừng phạt với ngân hàng Transcapital Bank của Nga. Theo đó, ngân hàng này sẽ bị ngăn chặn tiếp cận các mạng lưới tài chính toàn cầu khi Mỹ cấm các tổ chức và cá nhân của nước này hoặc các đối tượng khác có hoạt động tại Mỹ giao dịch với Transcapital Bank. Bộ Tài chính Mỹ cho biết Transcapital Bank đã xây dựng hệ thống chuyển khoản dựa trên mạng Internet của riêng mình và cung cấp quyền tiếp cận cho các ngân hàng ở Trung Quốc, Trung Đông và nhiều nơi khác để có thể thực hiện các thanh toán bằng đồng USD mà không cần đến hệ thống SWIFT và tránh phải chuyển tiếp thanh toán qua hệ thống ngân hàng của Mỹ. Hệ thống nói trên của Transcapital Bank có thể giúp các tổ chức và doanh nghiệp khác tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga. Các ngân hàng phương Tây và các công ty khác từ lâu đã lo lắng về tiền và tài sản của họ ở Nga kể từ khi chiến sự nổ ra, bởi họ sợ bị Nga trả đũa sau khi các lệnh trừng phạt được áp dụng. Nga đã tịch thu tài sản, thiết lập ban quản lý mới tại các công ty con của các công ty phương Tây và buộc các công ty rời đi phải bán với giá chiết khấu lớn để đáp trả các lệnh trừng phạt của phương Tây. Khoảng 1.000 công ty đã rời khỏi Nga, nhưng hàng trăm công ty, bao gồm nhà bán lẻ Pháp, Auchan và Benetton, vẫn đang hoạt động hoặc tạm ngừng hoạt động kinh doanh ở đó, theo phân tích của trường quản lý Yale. Mới đây nhất, tòa trọng tài tại thành phố St. Petersburg và tỉnh Leningrad ngày 22 tháng 4 đã ra phán quyết tịch thu tất cả tiền trong các tài khoản ngân hàng JP Morgan Chase ở Nga, bao gồm cả tài khoản ngân hàng đại lý và tài khoản được mở theo tên chi nhánh. Động thái được đưa ra sau khi JP Morgan Chase kiện ngân hàng VTB tại New York nhằm ngăn chặn ngân sách quốc doanh của Nga thu hồi 439,5 triệu USD từ một tài khoản bị phong tỏa sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine và VTB hứng chịu lệnh cấm vận. Theo Financial Times, khi Mỹ cấm vận VTB, JP Morgan đã phải chuyển số tiền trên vào một tài khoản ký quỹ riêng. Theo lệnh cấm vận, cả VTB và JP Morgan đều không được sử dụng số tiền này. Đáp lại, VTB kiện JP Morgan Chase và các công ty con lên tòa trọng tài St. Petersburg và vùng Leningrad vào ngày 17 tháng 4, đề nghị đóng băng số tiền tương ứng của JP Morgan tại Nga giữa lúc ngân hàng này chuẩn bị rút tài sản khỏi Nga và có khả năng sẽ không chịu bồi thường. Tác hại với đồng USD nếu Mỹ tịch thu tài sản của Nga. Ngày 24 tháng 4, các nhà lập pháp Mỹ đã thông qua dự luật cho phép tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngay sau đó đã ký dự luật thành luật cho phép chính quyền tịch thu tài sản nhà nước của Nga được nắm giữ ở Mỹ. Bloomberg dẫn lời cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF Eswar Prasad nói rằng việc vũ khí hóa đồng USD thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy sự quay lưng với đồng bạc xanh trên phạm vi toàn cầu. Washington từ lâu đã nhất quyết tịch thu các khoản tiền bị đóng băng của Moscow để hỗ trợ Kiev trong cuộc chiến với Moscow. Trong khi đó, các giám đốc tài chính G7 và các quan chức EU tiếp tục bày tỏ lo ngại về tiền lệ pháp lý của bất kỳ vụ tịch thu tài sản nào. Mỹ và các đồng minh đã đóng băng khoảng 300 tỷ USD tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga để trừng phạt Nga vì chiến dịch quân sự ở Ukraine. Trong số 300 tỷ USD này, có khoảng 5 tỷ USD đang nằm trong các ngân hàng Mỹ. Theo trích dẫn của Bloomberg, cựu quan chức IMF Eswar Prasad đã cảnh báo rằng việc Mỹ tăng cường vũ khí hóa USD thông qua việc tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga chắc chắn sẽ khiến các đối thủ của Mỹ xem xét việc phi USD hóa. Cái gọi là đạo luật Repo mà Tổng thống Joe Biden ký hôm 24 tháng 4 cùng với gói viện trợ quân sự trị giá 61 tỷ USD cho Kiev
ủy quyền cho Tổng thống Mỹ tịch thu tài sản nhà nước của Nga nắm giữ trong các ngân hàng Mỹ và chuyển chúng cho quỹ tái thiết Ukraine. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết trong một tuyên bố ngày 24 tháng 4, điều cần thiết và cấp bách là liên minh quốc tế của chúng ta phải giải phóng các tài sản thuộc chủ quyền của Nga đang bị phong tỏa. Bloomberg lưu ý, điều khoản của repo đã làm gia tăng cuộc tranh luận về những hậu quả tiềm ẩn của nhu cầu dự trữ và sử dụng đồng USD của nước ngoài. Hãng tin này cũng cho biết khó có khả năng Mỹ sẽ tịch thu tài sản của Nga nếu không có sự đồng ý của các quốc gia G7 khác và EU. Nhà phân tích Catherine Lay của JP Morgan được dẫn lời nói rằng Trung Quốc có thể đẩy nhanh quá trình phi USD hóa. Theo ước tính của JP Morgan, khoảng 70% thương mại quốc tế của Trung Quốc vẫn được tính bằng USD. Paula Subachi, tác giả cuốn The Cost of Free Money, nói với hãng Bloomberg, các quốc gia sử dụng đồng USD cho thương mại và tài chính quốc tế cần phải chắc chắn rằng tài sản của họ sẽ không bị tịch thu theo ý muốn của Mỹ. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cảnh báo, Nga có thể hạ cấp quan hệ ngoại giao với Mỹ nếu Mỹ chiếm đoạt các quỹ bị đóng băng của Nga. Ông Ryabkov cho biết, phản ứng của Moscow đối với việc tịch thu tài sản của mình có thể bao gồm các biện pháp đối phó về kinh tế và ngoại giao. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung sóng trong ngày. Và đừng quên nhấn chuông theo dõi các bản tin trên kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin kính chào và hẹn gặp lại.